Bạn hồi xưa hồi mà trước khi làm bờ kè này nó lỡ một khủng chứ. Cái gì? Đây là của chú bác, đây là cái chỗ sạt lở nha. Đó, sạt tới cái khu vực này nha. Chỗ ta ở rồi bây giờ nó ở bên cầu Hùng á. Cái gì? Bên kia bên hả? Tôi giờ tôi mở không cho đủ để lại. Cảnh sát 7 Vlog muốn chào cô chú chị bạn nha. Thì sáng nay mình cập nhật được cái tình hình cháy lớn ở Hà Giang nha. Quá tràn cháy của chú chị bạn ơi. Kìa. Cháy muốn hết ngôi nhà luôn nè. Có tiếng nổ luôn nha của chú chị bạn. Nãy có lực lượng chức năng lại rồi để khiêng cái phần đồ ở nhà cặp bên luôn nha. Nhưng mà chưa có thấy cái bên phòng cháy chữa cháy tới nha, xe cứu hỏa. Đấy, cái đám cháy dữ lắm của chú bạn ơi. Thiệt tình luôn kìa, luôn kìa, cháy. Một mù trôi khói luôn. Bên bên nhà kế bên nè, mọi người đang lấy cái phần đồ còn lại ở trong nhà của chú bạn, sợ cháy lan qua nhà kế bên luôn nha. Cùng nhau để đem đồ đạc ra. Quá cái đám cháy lớn dữ lắm luôn. Trời ơi. Ok. Đẩy đồ ra nha. Đó, ai cũng là một người một tay một chân để đem đồ ra nha. Ở đây thuộc tổ 3 thị trấn Đồng Văn tỉnh Hà Giang chú chị bạn ơi. Sao bên kia rồi đó? Hai nhà rồi. Chàng đám cháy lớn rồi của chú Diệu bạn ơi. Bên kia đó. Ôi. Có hai chữa cháy kìa. Nhưng mà làm như là hai nhà ai ở khu vực này hay gì á. Giác đồ ra nè. Quá chàng của chú bác ơi. Nhìn cái đám tử nè. Cũng nhau chạy lại để lấy cái phần đồ nhà cặp bên nha. Sợ là nghĩ là nó sẽ cháy lan nha. Ở bên giá tường bên nhà kế bên đã bị ngáp nha. Cháy hết rồi. Tối mịt mù luôn nha. Quá chàng ơi. Nhìn cảnh tượng cháy dữ dằn luôn nha. Nổ nữa. Không biết cái gì nổ của chú bác ơi. Quá chàng luôn rồi. Hết hồn không?
cảnh tượng nổ kìa, kinh hoàng. Có cái vòi bơm mà sao mình thấy là chưa có bơm được hay sao á, không biết sao nữa. Cháy lớn nè, sợ lây lan vào cái nhà cấp bên nha. Nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nha, của lũ quét như Sơn La, Điện Biên, thì ở Hà Giang này lại cháy lớn, còn ở miền Tây thì mình lại chịu ảnh hưởng của mưa dông, dông lốc dưới hiềm là sạt lở nha cô chú bạn. Thì ở Đồng Tháp lại có tình trạng sạt lở kinh hoàng, làm thiệt hại 4.000 mét vuông đất của người dân nha. Quá chạy của chú chưa bạn ơi, nhìn hết họ không? Nhiều lắm luôn, quá chạy luôn. Cháy càng ngày càng lớn, khói mịt mù luôn nha. Sạt lở là ở chỗ nào chú? Dạ, hồi hôm qua là sạt hồi nào chú? Sạt 2-3 bữa nay chẳng. Dạ, 2 bữa nay ha. Nghe nói là nhiều không chú? Chắc công mấy gì vậy? Dạ, công mấy hả chú? Dạ. Đó, tới cây bằng cho đó đó. Sạt cái bằng đó. Chỗ cây bằng, qua cây bằng đó là tới hả chú? Ừ, qua cây bằng đó tới đó. Dạ. Sạt vô công. Dạ. Tại con thấy không có cái được cái chỗ lội nên con phải mượn cái xuồng nè. Dạ. Đó ba lại đằng đó đó. Dạ dạ. Cái bè này của mình hả chú? Đó bè của người ta. Dạ. Công cho người ta. Dạ dạ. Hôm này lấy nước ngọt, lấy nước ở đây nha. Chú giữ cái bè đây hả chú? Ừ. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nha chú. Rồi. Dạ. Bay qua cái bằng đó đó. Đó. Dạ dạ. Sạc hôm qua nó, mấy cái đẹp kia nó công sắt cái trên sạc ba cây dừa đồ xuống cái gì bè, công ba dây bè công sắt luôn hả, công sắt mấy bè cây bè luôn hả, mấy bè luôn hả, công sắt mấy cái bè này luôn đó. Dạ dạ, xuống đó là gặp cái gì. Dạ dạ dạ, ở phía chỗ cái bằng này nghe chú chị bạn ơi. Mình phải di chuyển bằng xuồng nha. Chung là khó vô cái chỗ quay chỗ khu vực này là rất là khó nha. Không có chỗ để lô bộ, chỉ là mượn một chiếc xuồng để bơi ra phía ngoài quay cho cô chú chị bạn xem.
đây, cái con sông ngay nằm ngay cái con sông Tiền luôn nha. Đây là tới cái khu vực sạt lở nha cô chú chị bạn ơi. Người ta đã lấy cái buộc cái phần dây để biết cái khu vực sạt lở nè. Từ ở nghe nói là từ ở ngoài cái chỗ cái bè của đó nha, là ta lở vô tới đây nè, đó. Chú bạn ơi. Dữ lắm luôn nha. Đây. Rồi rồi. Hết hồn không? Đây. Đây là tới cái khu vực lở rồi nè. Mình thấy là có căng cái phần dây luộc của chú chị bạn ơi để giữ cái phần bè hay gì á. Tại nghe nói là hôm qua khi mà sạt lở vừa lở đó, thì phần cây dừa dưới cái phần chanh đồ á, dừa dài của cao á đã đè xuống cái phần mấy cái bè cá, nghe nói là bị cong cái phần mấy cái bè nha. Nghe nói là tầm khoảng gần hai ba con đất nha. Đây từ cái chỗ mà cái phần dây này nè là lỡ vô, từ phần dây này nè lỡ vô tới phía mé bờ trong đó nha cô chú chị bạn, thấy cái phần đất không, đất bị chạy xuống đó tới phía kia luôn nè. Nói chung là mình còn không có dám bơi vô cái chỗ cái lỡ đó cô chú bác ơi, là tại vì mình sợ là khi nó có một cái dòng xoáy á, là nó tạo ra, sợ là mình bơi vô á nó sẽ hút mình vô trong đó nha. Mình chỉ là bơi vô ở xa xa ở phía ngoài chỗ cái vụ lỡ hôm qua sạc hôm qua nha. Từ ở phía dưới đó lên bọc thì nguyên đây luôn nha, là nghe nói tầm khoảng 2-3 con đất, nguyên cái phần dừa dưới chanh đã bị nhấn chìm. Trong một chú bác ơi, nhìn ở phía trong cái chỗ này nè, là mình thấy là nó còn cái phần cây nguyên cái nó tụ, cũng như là nó tụ lại cái phần dừa với chanh rồi á, nó gom lại một chỗ của chú á phía này nè. Chỗ đây là mình thấy là cái dòng nước nè, cái dòng nước cuộn nè khá là mạnh nha. Ở đây thì là cô chú ở đây là nuôi bè cá nha, nguyên cái đoạn này luôn, con đường này nè là nguyên cái bè cá luôn nha. Đây đây nè cô chú bác, đây là cái chỗ sạt lở nha, đó, sạt tới cái khu vực này nha, nguyên một cái đoạn luôn đó. Nói chung là chanh với dừa đã bị nhấn chìm. Ừ.
hai cho ông hỏi ơi, vậy là nghe nói là đất cho chỗ lỡ này là cũng hai không hai? Dạ dạ, hồi nãy con chạy vô con thấy ông hai chạy ra nè. Mà con hỏi con đâu biết là đất của ông hai đâu. Dạ là sạt lỡ là hết bao nhiêu đất ông hai? Chắc khoảng 1.500 mét vuông. 1.500 mét vuông hả? Trời ơi, khoảng 40 cây dừa. Dạ dừa có trái, còn dừa tơ thì cũng dạ 40 nữa, để trồng sen vô hay dừa tơ với dừa sen. Dạ đó. Nghe nói là có chanh nữa không hai? Chanh là của bên đây. Dạ vậy là ba miếng à? Nghĩa là của tao, những miếng kế dạ. Đó với miếng dạ. Ba miếng đối đầu. Dạ là cũng như là ba miếng là sạt lỡ một lượt luôn. Nhưng mà tao chính giữa thì nó bị dạ. Nặng hơn. Cô chú chính giữa ha. Dạ. Là cuối cùng là chú cũ chú là 1.500 mét vuông. Còn mấy cô chú bác hai cô chú kia là nhiêu? Chắc cũng cả ngàn. Dạ. Bên đây thì ngàn, còn bên đây chắc không tới. Dạ, vậy là tầm khoảng nếu mà bình quân lại là khoảng 3.000 mét vuông. 3.000 mấy 4.000. Dạ. Ờ, vậy là nhiều dữ lắm luôn á nghe. Sáng giờ con chú hai đi chặt dừa hả? Ừ, sáng có đài VTV nó xuống là dạ. Có xuống đây rồi ha không? Ừ, có hai dạ. Trời ơi dữ hết hồn ha. Có đi ra ngoài chưa? Dạ con không biết đường lội ra, con mượn cái xuồng á ông hai, con bơi phía ngoài. Dạ, con không biết là đường lội ra. Dừa nó đi thẳng ra. Dạ. Nãy giờ ông hai có lội ra rồi ngoài đằng ấy chặt dừa đó hả? Dừa đem vô đầu này đó. Dạ. Rồi quá chèn nha. 1.000. Đúng rồi, bây giờ thì lỡ cũng đâu bằng hồi xưa, hồi mà trước cái làm bờ kè này nó lỡ còn khủng khiếp. Cái gì? Hồi trước nữa hả? Trước rồi nó lỡ cái xã này biết bao nhiêu đất rồi. Dạ. Tao là về nhà mấy lần rồi đó. Gì hả? Nghĩa là còn miếng đất này nè chứ trên kia là lỡ đi về dạ. Nhà hai lần vậy là cũng nằm trong về cái chỗ này ừ, luôn ừ, là vậy là ra khỏi cái mí bè đó không hay hồi trước nó là nếu mà cái chỗ ta ở đó bây giờ nó ở bên cầu hùng á cái gì bên kia bên hả ừ. Rồi ghê vậy dữ lắm mà. Vậy là ông hai hồi đó vậy là dời nhà mấy lần không hay hai lần rồi hả? Là lần này nói chung là lần sập thứ ba chưa, lần này là tới giường thôi chứ dạ 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 tới giường thôi ha dạ thì ở trên kia dạ vậy là ông hai trước là năm 68 giờ dạ lần, rồi năm 2000 giờ là dạ rồi năm nay bị sập đất ra đất giường dạ giường ta từ cái hàng dừa đó đụng tới đầu ngoài dạ này dừa này uống được không hai ừ, dạ xin. Ở đây dừa bao nhiêu một trái vậy ông hai? 5.000 hả? Dạ, ông giao cho người ta 5.000 ha. Ừ. Giao người ta 4.000 người ta bán là 5. Dạ. Không có ai chở tiếp hay sao? Không, bị đường khó đi thành ra mình mất chuyển về cho lái. Chuyển ra ngoài không hai? Rồi. Ừ. Dạ mà phải cũng có xe Ông hai năm nay nhiêu rồi? 70 hả? Ồ vậy hả? Bằng ba con rồi. Dạ. Mà cũng chạy còn cứng quá nghe ba con nói chung là nếu mà chạy cái đường này là rồi ông hô rồi bị quen rồi dạ. Mình nói chung là ngày cũng là ngày ha ông hai vừa có trái cũng cả chục năm rồi thành ra chạy biết dạ. Quen dạ rồi. Phía ngoài đó thì đổ đá rồi cũng dễ chạy đổ nhựa nữa có khúc đổ nhựa mà cũng vừa bánh xe chạy không, à đó là khúc đó bè cá nó làm để đi thôi à vậy là đi nói chung là chung cái đường của mình luôn ha dạ đổ. Dạ còn trong đây là đường đất của gia đình dạ rồi ra một cái nghe ủa vậy là ông hai có chứng kiến cái ra ngay cái hôm qua sạc không ông hai có dạ thì đúng ra bây giờ lỡ nó cũng ít yếu hơn hồi xưa dạ dạ lắm. Hồi trước ta ở vùng đất lỡ dữ lắm rồi. Dạ này là kiểu như cái đuôi cái bờ kè hồi trước nhà nước làm ra tới đầu đó nhưng dạ. Mà nó không lỡ ngoài đó nó mới bọn nó móc ở dưới này nó dạ. Móc vậy ra. Là vậy là có như cái dòng sấy không hay ừ. Cái bờ kè làm xuống đây là những chân rồi dạ mà nó thả cái máy bằng này nè dạ
giờ có đề nghị nhà nước là nối thêm từ cái đuôi này mà xuống tới dưới khoảng cây số nữa là em. Dạ. Thì nước nó vẫn còn đứng. Vậy là như cái dòng sấy cái ngày cái dỗ cái khu vực mình đó nó quặn á, nó quặn nó phải đạp vô giờ phải làm tắm. Dạ. Nghe mé lại xuống dưới nữa, nghe nói là cái chỗ đó sâu không hay, cái chỗ sạt lở hôm qua, chỗ sạt lở thì nó sấy nó phải sâu rồi. Dạ, con thấy là cây dừa đồ là mất tiêu hết trơn luôn á, dừa là cây nào nấy là ngoài. Đúng đó là ra là nó sấy là nó quặn bị đất. Dạ. Ở dưới là cát không à, nó quặn trôi dưới đó cát hả? Dưới ngoài đất chân này dưới khoảng chừng 5 thước là dưới cát không? Dạ. Cát rồi tới bãi hèm rồi. Vì hồi xưa chắc cũng là cồn cũng bồi nữa là sao? Dạ. Thằng ơi, nói chung là thiệt hại cũng nhiều phải không thầy? Đất mà công một con máy ha, đất cũng nhiều lắm chứ bộ. Khoảng dưới 40 gốc dừa không thầy? Ừ, 40 gốc dừa. Dạ. Dừa có trái là 40 gốc, còn ta. Dạ. Trồng dừa ta dưới cũng trồng sen vô vậy đó. Dạ, cũng như là trồng sen kẽ vô đặng tới dừa này lão. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Sáng giờ chở hết nhiêu xe rồi? Chở mới có 2 xe à. Dạ. Còn chắc xe nữa. Dạ rồi, con cảm ơn hai em hai. Dạ. Đây mình quay lại cảnh cái khu vực sạt lở lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Từ ở phía này một qua tới bên đây là ngay cái chỗ cái cổng dây luộc này nè, là vô tới trong mé bờ đó nè, tầm khoảng cả 100 mét đó nha, chiều dài thì tầm khoảng trong ngoài 100 mét á, 100 mấy 200 mét. Rồi cô chú bạn nào thích clip này thì nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh mình nha, để mình có động lực làm thêm những clip sau hay hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú bạn những clip sau.